Xin chào mọi người. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tận dụng những cái điện thoại cũ, ít sử dụng, tận dụng cái camera của điện thoại để các bạn biến nó thành con webcam để các bạn sử dụng cho mục đích ví dụ như là video call hoặc là học tập trên các ứng dụng như là Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, vân vân. Khi các bạn tận dụng điện thoại để biến nó thành webcam thì nó sẽ tiện lợi hơn là khi các bạn sử dụng trên điện thoại, là cái màn hình của máy tính sẽ lớn hơn, các bạn dễ thao tác và sử dụng. Thứ hai đó là trên điện thoại các bạn có thể tận dụng cả camera trước và camera sau. Camera trước có thể tận dụng dùng để quay hình của các bạn, còn camera sau có thể dùng số trường hợp để quay hoặc là gọi video call trong trường hợp quay tài liệu. Nó sẽ rất là dễ sử dụng hơn. Đầu tiên là trên máy tính thì các bạn cần tải phần mềm IVCam. Link download của phần mềm này mình sẽ để ở phần mô tả. Còn tương ứng trên điện thoại thì tí nữa các bạn sẽ tải trên là App Store hoặc là trên Google Play. Tương ứng với hệ điều hành trên điện thoại là Android hoặc là iOS. Để tải ứng dụng về trên máy tính thì các bạn bấm vào nút Download for Windows. Các bạn đợi vài giây thì nó sẽ hiển thị một cái cửa sổ để các bạn bấm tải về. Ở đây mình đã tải sẵn rồi nên mình sẽ mở và cài đặt ứng dụng luôn. Ngôn ngữ ở đây mình lựa chọn đó là tiếng Anh, tại vì nó không có ngôn ngữ là tiếng Việt. Những cái bước tiếp theo thì các bạn chỉ cần một nút nét thôi, không có tùy chỉnh gì thêm nên mình cứ bấm nét để cho nó cài đặt theo mặc định. Sau khi cài đặt xong các bạn có thể bấm Finish để kết thúc. Ở lần mở đầu tiên thì nó yêu cầu các bạn cấp quyền nên các bạn cần cấp quyền cho nó để mở ứng dụng. Giờ mình đã cài đặt xong. Tiếp theo thì mình sẽ thao tác trên điện thoại. Trên điện thoại thì đầu tiên các bạn cần kết nối vào Wi-Fi nên kết nối cùng một cái điểm phát Wi-Fi với cái máy tính các bạn đang sử dụng. Sau thì các bạn sẽ lên Google Play đối với Android và App Store đối với iOS. Các bạn tải dụng IVCam. Hiện tại thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng này. Ở lần mở ứng dụng đầu tiên thì nó sẽ yêu cầu các bạn cấp một số quyền như là chụp ảnh, quay phim và ghi âm. Các bạn cần cho phép để nó sử dụng bình thường. Tiếp theo thì nó sẽ tự động kết nối với máy tính. Mà đấy là lúc này cái cam sau của mình nó đã bật lên. Phần mềm này thì nó hay có rất nhiều quảng cáo, hơi khó chịu chút nhưng mà vẫn sử dụng được. Các bạn bấm vào nút X nhỏ nha, chứ không phải nút X lớn đâu. Để cái này mình bị bấm nhầm. Các bạn bấm vào nút phía giữa, nút Play để tiếp tục kết nối camera của điện thoại với máy tính. Đây quảng cáo nó rất là nhiều. Nhưng mà cái điện thoại mình nó bị đơ cảm ứng nên bấm nút ít nhiều lúc nó không chính xác. Đây là cái hình ảnh từ cam sau của mình. Còn đây là cái cam trước. Chất lượng hình ảnh phụ thuộc vào cái camera của điện thoại của các bạn. Camera càng nét thì chất lượng hình ảnh video trên cái webcam này nó sẽ tốt hơn. Mình lưu ý các bạn một số cài đặt. Ở đây thì cái kích cỡ video thì các bạn nên để tối đa là Full HD 1920x1080 thôi. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào cái cấu hình của điện thoại các bạn nữa. Tỷ lệ khung hình thì các bạn nên để khoảng 30 fps thôi. Chất lượng video là trung bình. Còn nếu các bạn để cao hơn thì nhiều cái điện thoại nó không có đáp ứng được. nên là khi nó xuất màn hình trên máy tính nó bị giật lag rất là khó chịu. Ngoài ra có một số cài đặt trong hình chính mà các bạn cần phải biết. Đầu tiên đó là chức năng xoay ảnh. Này nó sẽ xoay ngược cái hình ảnh của các bạn xuống. Lại là đổi camera, cái biểu tượng cái máy ảnh để đổi camera. Đây mình đổi từ camera sau sang camera trước. Phía dưới này có một số cái menu. Đây là chức năng quay phim. Còn cài đặt thì có một số cài đặt ví như tùy chỉnh độ sáng, ISO, cân bằng sáng, zoom vân vân. Các bạn có thể tự chọn để phù hợp với cái nhu cầu của các bạn. Còn nếu không có yêu cầu về tùy chỉnh thì các bạn cứ để mặc định theo mặc định của phần mềm. Bây giờ mình sẽ test thử trên cái phần mềm Messenger của Facebook để mình gọi video call. Trên cái video call thì nó sẽ hỏi các bạn là trong phần hình ảnh sẽ lấy nguồn từ đâu, thì ở đây các bạn chọn là IVCam. Còn phần âm thanh nếu các bạn sử dụng iPhone thì các bạn chọn iPhone, còn nếu lấy trực tiếp từ cái mic của điện thoại luôn thì các bạn chọn app IVCam. Ở đây là mình chọn trên app IVCam để mình test thử cái mic của trên điện thoại luôn. Tương tự thì đối với các ứng dụng khác, ví dụ như Google Meet, Microsoft Teams, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cách này trong cái phần cài đặt để tự chọn cái hình ảnh từ điện thoại xuất lên trên ứng dụng. Trong video thì mình có gọi video call cho anh trai của mình, thì mình test trước là cái cầm sau, lúc sau thì mình chuyển sang cầm trước. Thì chất lượng hình ảnh và âm thanh nó phụ thuộc vào cái chất lượng của camera trên điện thoại của các bạn. Nếu chất lượng camera càng tốt thì chất lượng hình ảnh nó càng tốt. Nhưng mình nghĩ là thực tế các bạn nếu sử dụng điện thoại mà để làm webcam thì đa số chủ yếu là để mục đích là điểm danh, chứ không phải là mục đích giảng dạy. Nên hoàn toàn các bạn có thể sử dụng cái điện thoại cũ để biến nó thành một webcam trên máy tính để mục đích là điểm danh khi đi học. Còn đối với những thầy cô giáo mà không có điều kiện mua những webcam chất lượng tốt từ 500.000 đổ lên á, để có chất lượng quay video tốt hơn á, thì có thể tận dụng cái camera sau của điện thoại. Thì thường những cái điện thoại mà tầm giá trên 3 triệu hiện nay thì chất lượng quay cũng tương đối tốt. Trên 3 triệu thì hoàn toàn chỉ cần điều kiện đủ ánh sáng thì vẫn có thể quay được với bản học, hoặc là chụp quay tài liệu để gửi đến học sinh thì nó cũng rất là tiện lợi.